đây 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 vé đây. Tí nữa thì vứt cái vé đi. Ăn rồi, xong rồi, xong rồi. Ăn xong rồi. Giới thiệu với cô Trang, đây là cô vợ. Gọi Trang ơi đi. Đâu? Con gọi Trang ơi đi. Trang cơ mà. Trang có còi cơ mà, không phải gọi mẹ. Từ từ bình tĩnh. 7 rưỡi cơ mà. Nhà mới chưa đến ngày ra làm đâu. Con xin không? Con xin, xin. Không. Được không nhé. Tôi trả cho ông trước hết kính. Mà bỏ ra, không bỏ cho bỏ. Đưa bỏ ra là. Đấy, được không? Nó chạy vòng quanh bác, bắt bác phải đi vòng quanh với nó. Con có cái gì đây? Cái gì đấy của con đây? Chạy đi xem nào. Nhông nhông à, nhông nhông bác coi nào. Nhông 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 nào. Nhông nhông. Nhông nhông bác coi nào. Nhông nhông đi. Bắc Kim Thang. Bắc Kim Thang nào. Bắc Kim Thang cả lắm, ý tợ cả lắm. Đây rồi. Kẹo nè. Tí tí. Kẹo ơi. Đây, gửi bác chút. Đó là hết rồi. Tạm dừng bật lắm. Ín, em bật hết rồi, em cười. Đứng lên nào. Mùi của bác không? Ông rồi ta. Tiếp nào. Châu này, chị Châu này. Châu đấy, chơi đấy. Làm gì mà chiếm. Cười lên nào, cười lên. À đây xem chị Châu này. Châu này. Châu này, nó này. Quê
có trang không? Châu đứng tránh ra nào. Châu để yên em khỏi dép Châu. Châu tránh ra. Báo một đống để chỗ cái hộp giấy ở dưới đấy. Một qua mang xuống một đống đấy. Báo chân em ai kéo như thế chứ. Không biết được rồi dép đấy. Này đánh em. Kim thang. Bắc kim thang. Lao kim thang. Nó à? Nó ơi. Nó ơi nâu. Nó ơi là nâu. Hoan hô chú bộ đội nào. Em thích là chú bộ đội. Mới một hai trăm, mới một hai. Em thích là chú bộ đội. Châu ngồi lên giường. Chú kim và bộ thang. Ngồi lên giường, ngồi gần em thì dưa máu. Em thích là cho bụng một hai trăm mất kêu là một hai. Đăng ký là một hai kìa. Em là để cho xả. Cho cho đăng ký là chị dép vào đó con. Mau à. Dép. Bà ơi bà. Bà đây. Chào cô Trang. Chào cô Trang. Chào cô Trang. Gì nữa? Cô Trang. Chào cô Trang. Đấy đi con. Quay được đâu không? Quay được, ví dụ thế. Bây giờ đang quay nhá, đang quay. Quay được 26 phút. Đấy. Thế lúc nào mà cô không muốn quay nữa thì cô lại ấm vào đấy. Dạ, dạ, được rồi. Nào, chào chị Trang đi. Chào. Chào chị Trang. Chào. Con chào chị Trang đi. Chào lại. Chào, đấy mọi người đang ăn cơm. Chào. Con chào.